muốn một mẫu người bạn gái như thế nào? Thông minh, vui tính, sầm sàm một xíu. Uống bia được càng tốt. Ủa là sầm sàm tí xíu là sao? Sầm sàm mà vui vẻ đây. À, sầm sàm như nãy giờ vậy đó hả? Có nghĩa là chia sẻ một cách là nó thông minh hoặc là nó như thế nào ấy. Chứ gặp ba cái bà chẳng nói nhiều, nhiều chuyện tách biệt lắm. Không nói nhiều sao sàm sàm, nãy mới nói thích người sàm sàm. Cái kiểu là sàm sàm mà nói thì kể mà mình không muốn nghe đấy. Tôi thấy ông mới là sàm á, nãy giờ tôi thấy ông sàm lắm á. Ông hỏi vợ ông nghiêm túc lại chút xíu chứ. Em tên là Nguyễn Thị Kim Anh, năm nay 26 tuổi. Em đang là nhân viên marketing cho đồ chơi Lego. Mình quê ở đâu? Dạ, em người Sài Gòn. Mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào chị Cát Tường. Em tên là Lê Tự Khang, năm nay em 31 tuổi. Em hiện tại đang làm việc tại thethaobinhduong.com, chuyên buôn bán các sản phẩm chính hãng về thể thao. Quê đâu bạn? Em quê Thanh Hóa. Hai bạn có thể nói chuyện với nhau đi. Em hiện tại ở Sài Gòn, em ở đâu vậy? Dạ em ở Bình Thạnh anh. Bình Thạnh với Lái Thiêu thì cũng 40-50 phút đi đấy. Anh quê ở Lái Thiêu hả anh? Quê ở Thanh Hóa nhưng mà hiện tại anh đang sinh sống và làm việc ổn định tại Lái Thiêu. À. Em có hay lên Lái Thiêu chơi không? Dạ không anh. Trời ơi, bữa nay chưa biết Lái Thiêu là đâu luôn, đang rất ngơ ngác. Em có thích thể thao không? Ảnh chơi thể thao quá trời kìa. Em chuyên bóng rổ, bóng chuyền, bóng ném, bida, bowling. Nói chung là những môn gì bằng tay thì em có thể chơi được hết. Trời ơi. Dạ, anh trải qua mấy thứ tình rồi anh? Anh mới có 3 mối tình thôi em. Còn em bao nhiêu? Dạ, em có một mối tình. Cố gắng phấn đấu bằng anh à? Là sao? Sai gì đó chị? Sai gì trời? Anh cho em hỏi là anh có biết thuốc không? Anh thuốc có, rượu bia có em. Nhiều thứ xấu lắm. Nhưng nếu quen em thì biết đâu anh bỏ ngay. Anh có thích đi du lịch không? Anh thích nhiều cái lắm. Đi du lịch là cái sở thích lớn nhất. Đi du lịch với em. Khang ở Bình Dương là Khang ở với ai Khang? Dạ em ở trong công ty luôn anh. Nửa lấy vợ về ở trong công ty luôn hả? Dạ ra ngoài mình ở chứ anh. Em có chuẩn bị điều gì chưa? Chuẩn bị hết mọi thứ để lấy vợ, nhà thì chưa có. Ủa rồi mai mốt hai đứa mình nếu như mà có tiến tới thì mình sẽ ở đâu anh? Trời ơi, đi du lịch khắp nơi em, khách sạn. Chuyện gì đi hỏi vợ rủ ở khách sạn trời. Trong cuộc đời mai mối của tôi bao nhiêu năm nay sao tôi choáng váng quá vậy? Qua tôi coi cái mặt ông này coi, ông giỡn hả? Lên đây ngồi kiếm vợ, lên đây giỡn hả? Trời ơi, em đang thiệt mà chị. Là chị. Sao mà giờ tao hỏi nghiêm túc, lấy nhau ở đâu, ở khách sạn là sao ông? Hiện tại thì nhà cửa thì em cũng chưa có đủ kinh phí để mua được. Thì sắp tới thì chắc chắn là sẽ có đủ kinh phí để mua. Nếu mà cưới nhau thì sẽ mua, phải mua nhà chứ, cái đó là điều tất nhiên rồi chị. Đúng rồi. Anh về làm rể được không anh? Anh cũng chưa biết được, thôi nước đến đâu nhảy đến đó em. Em muốn một mẫu người bạn gái như thế nào? Thông minh, vui tính, sàm sàm một xíu. Uống bia được càng tốt. Ủa là sàm sàm chút xíu là sao? Sàm sàm mà vui vẻ đấy anh. À sàm sàm như nãy giờ vậy đó hả? Nè mà cô này cũng có thích hút thuốc. Mà chị thấy em hút thuốc nhiều quá, cái môi thâm đen xì lì luôn rồi kìa. Bỏ thuốc bớt đi, hại sức khỏe, được không? Dạ, cũng đang cố gắng chị. Cái điều gì em không thích ở người phụ nữ? Nói nhiều. Em không nói nhiều lắm anh ơi. Không phải nói, mình nói là mình nói vui vẻ, nói thông minh thôi. Chứ đi làm về để kể cái này, cái nọ, cái lọ, cái chai. Nói trời trăng mây gió, nói cho xuyến cái miệng là không được. Khi ta bị ức chế trong công việc thì ta cũng muốn về chia sẻ với chồng chứ. Có nghĩa là chia sẻ một cách là nó thông minh hoặc là nó như thế nào ấy. Chứ gặp ba cái bà chẳng nói nhiều rồi nhiều chuyện tách biệt lắm. Không nói nhiều sao sàm sàm, nãy mới nói thích người sàm sàm. Cái kiểu là sàm sàm mà nói thì kể mà mình không muốn nghe đấy. Tôi thấy ông mới là sàm á, nãy giờ tôi thấy ông sàm lắm á. Ông hỏi vợ ông nghiêm túc lại chút xíu chứ. Ông nói chuyện tình cảm mà ông cà rỡn ai mà dám mai mối cho ông. Nghiêm túc. Mình lớn người ta tính 5-6 tuổi lận, mình phải chững chạc, đồng ý không? Dạ, đồng ý. Không giỡn nữa nha. Dạ. Mình có cần làm dâu gì không em? Có ai trong đây đâu không, làm không dâu. Không cần làm dâu. Rồi. Làm vợ thì được. Cũng xàm nữa. Được, cái này được. Cái này dễ thương mà. Nói chung là mình nói chuyện vui, nhưng mà cũng biết kềm chế chút xíu. Ha. Dạ. Cô bên kia làm marketing là cô hơi bị giỏi đó nha. Qua tôi xem mặt để coi làm sao. Chào anh. À, chào anh. Dễ thương quá. Bây giờ em nghe em cảm nhận như thế nào về anh ấy? Em thấy hơi hoang mang tí. Không, đôi khi con người chứng mà mình chinh phục được thì cũng giỏi đấy. Yeah. Nó tốt đấy bạn. Đôi khi ta nói ào ào chứ trong lòng ta không nghĩ gì hết á. Anh nói thế thôi, anh nói cho vui. Rồi nói riết là nó quen đó. Yeah. Nhưng thật sự trong lòng anh không có nghĩ những cái điều đó đâu. Yeah. Anh gửi cho bạn ấy giúp em nha. Nói bạn ấy gửi liền tại chỗ. Mở cái hộp nhỏ trước nha. Hộp lớn mở sau. Hộp lớn của anh. Cảm ơn em. Hộp lớn bự hơn hộp nhỏ. Hộp bự lớn của anh ha. Dạ. Để hỏi cho mình thấy quà mừng quá. Em không thích người đàn ông như thế nào? Em không thích có tính đàn bà.
hay tính toán. Mẫu người lý tưởng của em là ba em. Bạn ấy chỉ cần đạt 7 trên 10 thì nghĩ là ok. Ba em thế nào? Em có nói, thể nói sơ sơ về ba em? Không thuốc, biết rượu bia nhưng không uống nhiều. Trừ khi nào gặp đối tác hoặc là bạn bè thì mới xả da một tí. Đi đâu thì cũng sẽ có vợ có con, không bao giờ đi một mình. Không bao giờ mua sắm gì đó riêng tư cho mình. Cái gì cũng sẽ sắm cho gia đình. Ví dụ như mua tivi, tủ lạnh, nói chung là tất cả trang bị cho nhà. Đi làm về mà có mệt cách mấy thì cũng sẽ chở vợ con đi chơi một vòng. Nói chung là một người đàn ông của gia đình. Quá lý tưởng. Dạ. Để xem anh này được mấy phần trăm. Cô gái ấy như vậy, em cảm giác xem em có bao nhiêu phần trăm. Đáp ứng được ít nhất là trên 60%. Rất tự tin nữa. Bây mở giờ, qua kia, mở qua. Hộp nhỏ nha anh. Hộp nhỏ nha, hộp lớn của anh. Ta mở nhẹ nhàng xé dữ gì. Anh ơi, nó có câu hỏi đó anh. Mình trả lời đi anh. Hả? Đọc lớn lên em. Để thể hiện sự mạnh mẽ và dẻo dai của người đàn ông, hãy làm một hành động thể hiện điều đó. Vụ này tôi quen lắm. Làm đàng hoàng cho mọi người thấy. Để chị qua chị kiểm tra. Đứng lên. Vụ này kiểm tra đi. Thiên mạnh nói mẽ làm đấy. Đi em. Chơi thể thao mà. Được. Khí thế cũng khí thế đấy. Mở tiếp đi coi cái gì trong đó nữa. Bạn có tài năng gì? Tài gì? Làm luôn. Tài nói xàm. Em thì thấy em chăm chỉ thôi chứ tài năng thì em hát hỏi gì không? Nhảy múa gì không? Hát cũng không biết hát lắm. Hát bài đi. Bây giờ hát được không ạ? Rồi hát đi. Rồi tôi về đây tôi ngồi tôi nghe. Tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mỗi tình khát khao. Được. Rồi hát lấy rồi. Tiếp tục mở nữa. Tôi cũng hồi hộp theo dõi vụ gì nữa đây. Lấy ra cái gì vậy? Lại câu hỏi. Bây giờ mình thương thảo đi anh. Đọc nữa đây đưa đọc. Không, không được, cái này không đọc được. Xong được. Bằng tài năng của bạn để thuyết phục anh Quyền Linh trao phần quà còn lại cho bạn. Vậy là quà này không phải của tôi. Nãy giờ ổng mừng hụt. Nãy giờ mừng trong bụng. Rồi đó, nói sao nói đi. Bây giờ anh em mà không có món quà này là mất trắng luôn anh. Hả? Mất gì? Ra về tay trắng đấy anh. Anh Linh hỗ trợ tạo điều kiện hỗ trợ em. Em muốn vợ lắm chưa? Muốn lắm rồi anh. Trong cuộc sống thì đôi khi mình phải vận dụng những cái sáng tạo, những cái năng động, những cái lanh lẹ của mình vào đúng chỗ. Nhiều khi mình vận dụng vào sai chỗ thì nó hoàn toàn lãnh hậu quả. Thôi, vì tình yêu của em, vì cô gái bên kia, anh trao món quà cho em. Hy vọng những điều may mắn hạnh phúc đến với em. Anh ơi, anh mở món quà ra luôn đi anh. Câu hỏi nữa. Có quà chưa? Lại là giấy bọc. Nãy giờ bị ăn hành nhiều quá rồi. Trời, mới có chút xíu mà hồi than rồi. Người ta thấy cái độ kiên nhẫn của anh đấy. Cái hộp quà đó thì cái món quà lớn là của anh. Còn cái hộp quà nhỏ đó là của anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Con gà đó là được xếp từ Lego và đem từ Đan Mạch về. Còn cái hộp không là của anh. Cái hộp kia là của chị Cát Tường. Có quà trống, đừng có mở của người ta. Trong đó có hai con, một con vịt Donald và một con vịt Donald nữ là của anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Một món quà dễ thương dành cho ông Mai bà mối nha. Yeah. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Sẵn tiện mình trò chuyện với chị gái luôn đi. Em là em gái ruột của chị Kim Anh. Thì em có vài điều nói về chị em. Chị em rất là độc lập. Chị hay dẫn cả nhà đi du lịch á. Thì nếu mà anh được nhà em mời đi du lịch thì anh có thể thu xếp đi du lịch với nhà em không? Được. Anh có thích giày không? Giày thì anh rất thích. Chị em rất là thích giày. Chị em chỉ mang sneaker. Chị em nói chung là rất là hấp người nên là cần một bạn trai cao hơn rất là nhiều. Và chị em hay nói nhiều và chị em về muốn có một người chia sẻ công việc này kia kia nọ. Ngày hôm nay chị gặp như vậy, ngày mai chị gặp như vậy thì anh có thể chia sẻ giúp chị được không? Nếu mà chia sẻ về công việc thì có thể chia sẻ đến sáng mai cũng được. Chị em, anh có thích một con người con gái mạnh mẽ, cá tính và không biết make up không? Rất thích em, cứ giản dị, bình thường, bình dân thôi, chứ không sống ảo.
chị em vô công ty này thì rất là năng động, nên là em cũng hy vọng là anh cũng năng động giống chị em ha. Năng động thôi chứ tăng động là không được. À không, chị em năng động thôi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thôi, ai đi với bạn? Ngày nay em đi với chị gái. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào quý khán giả, chào em gái. Chị thấy là em gái rất là dễ thương. Bạn nam thì thấy cũng như anh chị nói là hơi xàm xàm, nhưng mà bạn đó được một cái là rất là chăm chỉ, con người rất là thật, có sao nói vậy. Cũng như anh chị nói là bạn đó như không sắp xếp cái cách nói chuyện cho nó phù hợp với trong cái hoàn cảnh. Đó là khuyết điểm của bạn đó. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn cả nhà nha. Bây giờ kéo màn lên, bây giờ gặp nhau để chinh phục, để thể hiện chính mình. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Và Mối Hẹn Hò, cùng hai MC cười kha 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 với các cặp đôi hôm nay nhé. Em nói trước là em sẽ không biết nấu ăn. Mẹ em nấu ăn ngon lắm nên là phần lại mẹ nấu thôi. Anh thì có hay nhậu không? Thường xuyên hay nhậu, do tiếp khách, tiếp đối tác. Công việc của anh chủ yếu đối nội đối ngoại là nhiều. Anh đi làm về mệt mà em đầu anh phải chở đi đi đây đi đó đi chơi. Tại vì em rất thích đi, em không thích ở nhà. Anh sở thích của anh cũng rất thích đi. Nếu ví dụ như cưới về mà em không nấu ăn được thì sẽ như thế nào? Trời, anh nấu dân nhậu mà em lo gì. Anh lại nấu đồ nhỏ luôn hả? Anh thấy em cũng năng động, thông minh, xinh xắn, duyên dáng, mênh mang, hồn hậu. Cảm ơn. Không biết anh có ấm áp hay không. Anh cũng dễ thương. Nói chung là cũng có một tí gì đó là của gia đình. Hồi nãy thấy cái bóng không à, nghe nó khác. Bây giờ gặp cái hình rồi, bạn cảm nhận sao? Được hơn chút chút. Hết thời gian. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn. Bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Không ai bấm nút hết trơn vậy. Lý do? Em cần một người che chở em nhiều hơn, chịu đi chơi với em nhiều hơn. Thì bạn trai? Thôi nếu mà không hợp nhau thì chia tay sớm đỡ đau khổ. Cũng là một quan điểm. Em là Lê Tuyết, năm nay 25 tuổi và đang là nhân viên thiết kế kiến trúc nội thất. Quê em ở đâu? Dạ, quê gốc của em là ở Thanh Hóa. Mời chàng trai. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và xin chào các bạn khán giả ạ. Em tên là Nguyễn Thành Toàn, năm nay 29 tuổi. Em làm nghề gì? Dạ em là lập trình viên ạ, thiết kế và bảo trì website ạ. À, nhưng mà quê ở đâu? Dạ quê em là ở Khánh Hòa. Khánh Hòa, dạ. Bên kia ở Thanh Hóa, Hòa Hóa cũng được. Mình đã trải qua được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, chưa mối tình nào ạ. Hả? Chưa mối tình nào hết? Vâng. Trời đất ơi. Ủa rồi nhìn đi làm chung rồi, rồi những bạn đồng nghiệp của em bộ họ không thấy đường hả? Dạ không ạ, tại một phần cũng do em, tại em chưa có nghĩ tới chuyện tình yêu nhiều. Bây giờ mới bắt đầu đi tìm kiếm thì thấy cũng khá là khó trong cái việc giao tiếp, tại em khá là nhát, em không tiếp xúc nhiều với mọi người. Không có sẹt điện với ai hết trơn luôn đó giờ hả? Dạ không. Rồi đó, cái này coi chừng coi lại nha. Lạ gì? Nguy hiểm quá. Ai phụ nữ là cũng muốn có người đàn ông để chăm sóc, để tâm sự, để đi chơi chứ. Em cũng không biết sao nữa, nhưng mà em cứ thích độc lập một mình từ bé rồi, nên cũng không có thể nào mà gọi là vượt mức tình yêu được. Nhưng bây giờ là thích chưa? Bây giờ muốn chưa? Dạ, chắc là muốn rồi ạ. Chà, đây cũng là một cô gái rất đặc biệt. Có vẻ bạn bên kia rất là rụt rè ha. Còn bạn bên đây rất là năng động. Này, nãy giờ nghe cười tím tím. Dạ, sao vậy nghe chưa có bạn trai khoái quá hả? Dạ. Bạn bên trai bên đây có mấy mối tình rồi? Dạ nhỏ lẻ thì đến không hết ạ. Nhỏ lẻ không hết thì có nhiều lúc mình chơi bạn bè hoặc là mình mến người ta một chút, nhưng mà chỉ là dừng lại mến một chút thôi. Rồi, như mối tình nào sâu đậm? À, mối tình sâu đậm nhất là mối tình sinh viên, là em quen từ sinh viên cho đến đi ra trường làm được 4 năm. Do gia đình bên đó gọi về nhà là hai đứa cách xa nhau quá, mà cũng lo công việc chưa ổn định này nọ nên mình mới chia tay. Rồi bây giờ mình bỏ qua chuyện đó đi, em sẽ hỏi cô gái kia thử xem cô gái cần người đàn ông như thế nào. Tuyết ơi, cho mình hỏi là cái mẫu người bạn trai của bạn là phải như thế nào? Anh em đi, không có bạn bè gì đây hết trơn á. Em ơi, cho anh hỏi mẫu người bạn trai của em như thế nào? Cao, hơi mũm mĩm một xíu cũng được. Em thì ít nói nên là cần bên cạnh em nói nhiều hơn một chút là được. Bên đây đủ nói nhiều được đó. Cao, có cao luôn. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Nói nhiều. Em không thích con trai nói nhiều. Chỉ cần nói đủ em nhiều nghe chuyện, thôi đúng không? Nhiều chuyện nữa. Ở bên đó có nhiều chuyện không? Dạ không chị ơi. Vậy bên đó thích mẫu bạn gái như thế nào? Dạ biết nấu ăn chị, dễ thương chị. Quá dễ thương.
mình không thích gì ở người phụ nữ? Ghen lung tung quá à? Mình đâu có ghen không? Em không biết ạ. Ta chưa có yêu lần nào sao ta biết có ghen hay không? Không, mình phải thử nữa coi mình có người yêu mình ghen không chứ. Chuyện gì ghen được chắc là phải ghen rồi chứ. Nếu không ghen thì cũng mất mất thương vị rồi. Đúng rồi. Để anh xem cái người phụ nữ bên đây khó tính cỡ nào. Đặc biệt lắm. Mà không có chàng trai nào mà cua được hết trơn. Chào em. Sao mà khó dữ vậy em? Em không biết nữa. Em ngại giao tiếp với đàn ông hay sao? Hay là có nỗi buồn nào mình hận đàn ông mà cần giải tỏa không? Dạ không, không có nỗi buồn gì. Chưa có yêu ai đâu, gì đâu mà hận. Một cái dấu ấn gì không tốt về người đàn ông á, có không? Dạ không. Chưa hôn lần nào luôn? Chưa. Em có tưởng tượng cái nụ hôn đầu tiên nó như thế nào không? Em chưa tưởng tượng bao giờ cả. Trời ơi, sao kỳ vậy ta? Biệt ha. Hình như cô gái này lạnh lùng quá. Ai cũng nói như vậy ạ. Dễ thương quá mà, có khi nào em nằm đêm gác tay lên trán em suy nghĩ là tại sao mình như vậy không? Không. Cũng không luôn. Có bao giờ em suy nghĩ là em sẽ lấy chồng không? Có ạ. À, tưởng không nữa là mệt à. Có ai dám tỏ tình với em chưa? Dạ cũng nhiều ạ. Khi người ta tỏ tình với em câu gì là lãng mạn nhất em có nhớ không? À, câu là bây giờ tao thích mày rồi mày không thích tao nữa. Trời ơi, tỏ tình vậy sao được? Kỳ quá. Thí dụ như giờ có một người đàn ông tiến tới quỳ xuống chân em, nói rằng em ơi, anh không thể sống thiếu em được, thì em nghĩ sao? Hơi sến một xíu ạ. Hơi sến, vậy mà cũng chê nữa. Thí dụ như có người tặng em một bó hoa hồng và người ta nói rằng là anh không thể thiếu em trong cuộc đời được, thì em nghĩ sao? Đơn giản như vậy có vẻ là hay hơn ở việc quỳ chân xuống dưới nói đấy ạ. Rồi vậy anh hiểu rồi, anh sẽ nói anh bên đây đơn giản, qua gặp ôm hôn luôn. Không bậy bậy, tay em chưa hôn lần nào rồi. Phải từ từ chứ. Cô thì thích đơn giản vậy thôi. Em có cái điểm nào em không thích ở người con trai không? Không thích bạn trai để móng tay dài, tóc dài. Tại sao? Tại vì em thấy không có không có biết dùng gì từ gì đó, nhưng mà em thấy không, dạ đúng rồi, không có thiện cảm. Hờn quá. Đâu? Xòe dạ. Cái tay ra coi. Cũng có vậy ơi. Quá. Mừng quá ha. Dạ. Cô này cổ dễ thương lắm. Dạ. Có điều như anh Linh nói đó, hơi lạnh lùng. Mà không biết cổ làm sao nữa, cô không có xúc cảm gì với đàn ông hết trơn hết trọi á. Em nhắm em có chinh phục được cổ không? Dạ chắc được đó chị. Ráng nha. Dạ. Chị cũng mong em là mang đến nụ hôn đầu tiên cho cổ. Dạ. Thế em đã chuẩn bị gì cho cái máy ấm của mình sau này chưa? Dạ thì trước khi đến đây thì em cái vụ chiều trước 2-3 năm để dành tiền sẵn rồi chị. À, trước đây 2-3 năm là để dành sẵn luôn rồi. Dạ. Ta có kế hoạch rõ ràng lắm rồi. Có ở dơ không? Dạ không gì. Thôi được rồi, cô này là cổ chuộng sạch sẽ, gọn gàng. Dạ. Chị thấy em là mọi thứ là ok hết rồi đó. Quá ổn. Mà không biết là cô này cũng có rung động hay không đây nè. Trời ơi. Được lắm đó em, coi được thì lấy đi nha. Hỏi ý người thân coi ý kiến người thân thế nào. Đầu tiên tôi muốn hỏi bên đàn gái. Đàn gái sao khó quá. Em là gì của bạn gái ấy vậy? Dạ chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Em là em họ của chị. Hả? Em có biết lý do tại sao mà bạn bên nó hơi khô khan, hơi khó khăn, hơi căng thẳng không em? Dạ chị em mê trai đẹp lắm. Mà trai đẹp thì yêu nhau hết rồi, cho nên tới giờ chị vẫn ế. À, sáng nay đi ra là chị quên cái mắt kiến, nên nói em là phải nhìn cho thiệt kỹ cái anh này. Thì em thấy anh này cũng cao, rồi hoạt ngôn, 29 tuổi mà nhìn trẻ hơn tuổi của mình. Em thấy anh này hợp với chị đó. Rồi cảm ơn em. Em đi với ai em? Dạ chị Hai ạ. Chị Hai thấy sao chị Hai? Dạ xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Thì ở nhà Toàn đã dặn em là chị Hai ơi, chị Hai lên, chị Hai ngó giùm em nha. Nếu như mà dễ thương á là áo nheo nha. Mà nãy giờ cũng canh đá quá trời mà không biết Toàn có thấy không. Trời ơi, dặn chị không chịu nhìn mặt chị. Chị Hai nói chị Hai đá không nheo có nghĩa là bạn này dễ thương lắm á Toàn à. Chân cũng dài giống chân dễ em thương. Nha. Bạn ấy nói bạn hơi khô khan thì chị nghĩ không phải đâu. Nhiều khi bạn nữ bạn chưa gặp đúng đối tượng. Nhưng mà Toàn thì chắc làm được. Còn làm không được nữa về hỏi chị Hai. Trời ơi, chị xuất sắc. Em chị thì rất là hiền lành, giống như có chế độ đó. Khi nào mà em cần bạn nói, em chỉ cần phát tín hiệu thôi, bạn sẽ nói đúng theo cái lưu lượng mà em mong muốn, chứ không sẽ không có làm phiền em. Hồi nãy ở nhà chị cũng nói với Toàn rồi, là nhất quyết chiến này là đường nào cũng phải có bạn gái. Em thấy được không? Dạ. Chị là chị thấy được, mà không biết hai đứa thấy được không? Rồi, cảm ơn chị gái. Rồi, bây giờ hai bên gặp mặt với nhau nha. Để xem em có phá được bức tường tình yêu băng giá này hay không. Kéo màn. Cô gái, cô hãy mở lòng ra, hãy cười thật tươi, hãy nhẹ nhàng và hãy đón lấy một hạnh phúc mới
đang ở cần kề mình, đừng bỏ lỡ cơ hội nhé. Tèn 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 tèn. Cảm ơn quà tặng em. Cảm ơn em nhiều. Nhìn kỹ cái tựa cuốn sách đi, đọc lên cho mọi người nghe chứ. Tựa cuốn sách là người đầu tiên trong danh sách. Đó. Chết cha. Vậy là danh sách chắc còn nữa. Rồi mở cái hộp coi có cái gì trong đó, hay là người đầu tiên trong cái hộp. Wow. Tay à. Vòng tay cầu hôn đó em à. Anh hỏi em đi chứ em. Từ lần đầu tiên gặp em á, anh thấy em rất là dễ thương. Anh thấy anh với em có rất là nhiều điểm chung á. Nên là giống như chị Hai nói là chuyến này là anh có bạn gái rồi đó. Em thấy anh có chiều cao của anh thì cũng khá là phù hợp với em. Tại vì em cũng thích con trai cao. Em có yêu cầu gì nói với bạn trai đi. Anh có hay nhậu không ạ? Anh không biết nhậu. Nhưng mà chắc là trong lúc vui thì vẫn có thể nhậu được đúng không ạ? Đúng rồi, anh uống còn 2 vai chai là anh say rồi. Không sao đâu. Có gì em uống được. Vậy là em nhậu dữ lắm hả? Không ạ, thì em chỉ sợ là nhiều người nhậu nhiều quá thôi ạ. Nếu mà lúc vui thì đi mà có em nữa, thì anh uống xong rồi anh mệt quá thì em chở anh về. Em có thích xem phim không? Dạ có. Nhiều lúc anh hay đi coi phim một mình lắm. Em cũng vậy. Ban đầu đi coi thì nó hơi ngượng ngượng, tại vì ai cũng có cặp hết, mình ngồi một mình nó hơi ngượng. Được 5-6 lần cái là quen luôn. Giờ muốn đi mình nữa hả? Dạ không. Giờ là có bạn gái là phải đi chung với bạn gái. Đó, kế hoạch tương lai đi, mình coi phim nữa. Anh muốn bỏ 3 chữ cuối trong cái chữ trong cuốn sách này được không? Anh muốn anh là người đầu tiên. Em hay con đường sách lắm. Lần đầu tiên em bước vào trong cái tiệm đầu tiên, em thấy cuốn sách này đầu tiên và em thấy tên của nó đầu tiên và em chọn ngay đó. Và anh là người đầu tiên em tặng. Vâng ạ. Thì đầu tiên nếu như mà được thì anh sẽ là người đầu tiên. Nào, bạn trai hãy mở chiếc vòng ra và đeo cho cô gái ấy như là cuốn sách đầu tiên mà bạn gái tặng cho bạn vậy. Vòng tay này á, là anh mua từ Bali về với những cái tượng Phật á, sẽ mang lại cho em sự bảo vệ, hạnh phúc. Lại thêm cái vòng này nữa, mong là trói được em. Được không chị? Được không chị? Được ha. Rất thẳng thắn. Mời hai bạn ngồi vào ghế và chuẩn bị bấm nút. Rồi, bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Mình sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định người đầu tiên, chiếc vòng đầu tiên. Để xem nụ hôn đầu tiên có xuất hiện hay không. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Khi yêu thì người ta sẽ tìm cách, còn khi hết yêu người ta sẽ tìm lý do, đúng không? Rồi, cảm ơn em. Vậy thì hôm nay đến với bàn phố hẹn hò, em thực sự mong muốn một mẫu người cho mình là như thế nào? Đúng là cô giáo nói chuyện có khác ha mọi người. Được không em? Em cảm giác được bao nhiêu phần trăm? Cái đó thì 70-80% là mình làm được đúng không? Rồi, bây giờ em muốn tìm một bạn nữ yêu thương của mình như thế nào? Hiền ha. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Bình thường. Trắng là được, không xăm tay xăm chân. Tóc dài để anh qua anh xem của đàn gái. Hồi nãy hỏi có gì không? Em sao cũng được mà bây giờ thấy không? Trắng, tóc dài. Cô giáo. Tóc cũng dài. Có xăm gì không? Chắc anh nghĩ cô giáo không có xăm rồi. Nãy giờ anh đưa ra tiêu chí như thế thì em nhắm em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Tùy vào anh đó ha. Em thích, em không thích người đàn ông ở cái điểm nào nhất? Đàn ông mà tính đàn bà. Ừ.
bạn bên đây không có tính đàn bà đó, anh thấy. À, đúng rồi. Em, trước giờ em trải qua hai mối tình em yêu sâu đậm lắm đúng không? Khi mà cái những cái em tưởng tượng và khi cái em yêu nó có khác nhau không? Tại vì chị cảm giác khi mà nghe em nói, chị cảm giác mọi thứ em nói chị vẫn cảm thấy nó rất là lý thuyết. Khi mà em đòi một đàn người đàn ông như vậy, hiểu không? Mình đã trải qua hai mối tình rồi. Nên khi mình nhìn vào bất kỳ điều gì, mình cũng nhìn nó với ánh mắt hết sức là thực tế. Hiểu không? Để dễ dàng hơn. Rồi, qua coi đàn trai tôi đi. Đàn trai tôi men lắm á, chứ không phải có tính đàn bà đâu nha. Nào, mời gặp anh thầu xây coi dựng mắt nè. Ông thầu xây dựng của tôi. Chào anh. Anh ơi, giờ ví dụ như mà làm xây dựng thì mình có phải đi nhiều không? Dạ thì em cũng nói chung là đa số là làm thành phố, cũng lâu lâu cũng có đi mình. Nhưng mà đa số cũng làm thành phố, chứ mình làm cứ sáng đi chiều về đó. Dạ. Lý do tại sao anh đăng ký tham gia chương trình? Ai đăng ký cho anh hay là anh chủ động đăng ký tham gia? Bên này á, đàn gái yêu cầu phải sức khỏe, theo lúc nào cũng phải một người đàn ông có sức khỏe và kiên cường. Em thấy làm xây dựng là chắc chắn là phải có sức khỏe rồi đó. Sao thấy sức khỏe mình ổn không? Có chơi thể thao gì không anh? Thế, ít nhậu à. Cái tướng ông thầu này là rất là xề xòa, dễ thương, ngồi kìa con, thương, ngồi kìa rất là thoải mái, thôi thoải mái, cho dù đi kiếm vợ ngồi trước nhà vợ thì cũng ngồi vậy luôn vậy đó. Tức là tính xề xòa thoải mái vậy đó, chứ ta vô ta gồng ta ngồi ta giữ dáng này kia ha, không ngồi xả tè rè luôn vậy đó. Đó cho thấy được rằng con người á gọi là rất là chân thật. Có sao để vậy luôn, thấy không? Rồi còn hỏi gì nữa không bà mối? Được không? Hợp không? Hợp. Hợp không? Hợp. Cái cảm giác họ mang lại khi em đứng giữa nó rất là nhẹ nhàng á. Họ rất là hợp. Mà anh ví dụ thầu xây dựng vậy là bây giờ ở Sài Gòn thôi đúng không? Không có đi tỉnh mà đúng không? Vậy thì được. Rồi, quá được rồi anh Linh ơi. Bây giờ thôi, mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Linh, hôm nay em tới tham gia chương trình em đi với ai? Mẹ, em gái, bạn và gì? Dạ, xin chào người thân của Linh ạ. Dạ. Dạ, vậy thôi hả cô? Cô thấy bạn trai bên đó làm sao? Dạ. Cô có biết lý do tại sao Linh đăng ký tham gia chương trình không? Hay là cô là người thúc đẩy hoặc là đăng ký giùm? Dạ. Dạ rồi, dạ cảm ơn cô. Mời đàn trai. Không đi với ai? Rồi, xin chào bác ạ. Dạ. Thank you.
Dạ nghe hiểu à. Dạ cô có thấy rằng hai đứa nó hợp nhau được không cô? Dạ. Dạ. Bây giờ đàn trai thay mặt đàn trai nói chuyện với đàn gái vài câu đi, để bên đàn gái cũng yên tâm, nếu tạo điều kiện cho hai đứa nó quen với nhau, nếu nó hiểu nhau. Đó. Có bên đàn gái ngồi đó cô. Dạ cô. Linh. Dạ. Dạ, rồi nói với nhà xui tương lai đi, nếu tụi nó hiểu nhau tụi hai mình cho tụi nó tiến tới luôn. Rồi hai bà xui ôm nhau một cái đi, biết đâu mình xui da thiệt sao. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ cảm ơn mẹ của rồi. Linh, cảm ơn mẹ của Thông. Dạ cảm ơn bác ạ. Đó, có như thế thì ở trên đây hai bạn này lại vững tin hơn nữa. Bởi vì câu chuyện ngày hôm nay có sự chứng kiến của hai họ luôn. Giống như một ngày đi coi mắt vậy. Nếu như hai người mà mở cái rào ra mà cảm giác rung động trái tim thì hãy bấm nút tạo cho cơ hội. Và trước sự chứng kiến của hai bà mẹ này, anh nghĩ rằng là nó sẽ thêm cái niềm tin cho hai đứa nữa ha. Rồi, bây giờ mình mở rào. Được hay không là do anh thầu với cô giáo đó. Còn mọi thứ đã ổn hết rồi. Bắt đầu đi Thông. Rồi quay qua đi em. Em quay ghép qua. Em cứ quay là nó cứ xoay thôi. Đó. Đứng đó, đứng đó, đứng đó. Cô còn tặng quà gì kìa. Đứng kế bên luôn Thông. Đọc bài thơ đi. Ngồi đi đọc bài thơ đi. Ừ, ngồi xuống đọc coi viết cái gì đó. Đọc được không? Quay đối diện qua luôn em. Bé. Viết chữ không được nhưng mà đọc chắc thôi. Được mà. Đọc đi em. Đó. Em chỉ là cô giáo tiểu học. Ngày mai buổi lên lớp ở trường. Dạy bằng đã viết. Rồi lặp lại. Nghề của em rất là bình thường. Em chỉ là cô giáo tiểu học. Và sẽ em buổi thắng. Bám đầy. Nắng pha sương nhuộm màu tóc, ngày qua ngày dạy trẻ điều hay. Nghề của em không có màu xanh, mà đem mãi trong màu phấn trắng. Trắng tờ giấy, trắng cả bàn tay. Thương chẳng nhiều, anh có yêu em không? Tất nhiên là với em. Trời ơi, đẹp với viết chữ đẹp với xạo luôn rồi mọi người. Còn em có chữ nào em thử em viết vô đây vài chữ anh coi coi. Có cái viết không? Em có viết thẳng. Ủa có luôn hả? Nhưng mà đọc không ai đọc được đâu, chứ có một mình em biết em đọc được à. Em biết không ai đọc được luôn. Gửi vợ Trương Chi. Không phải đâu. Tương lai, trời ơi. Gửi vợ Trương Chi. Trời ơi. Đọc chắc tôi lòi con mắt câu luôn á. Đâu em đọc coi coi. Chữ nào không thấy chị luôn á. Đâu em coi coi. Hai dòng chữ xác minh là chữ xấu có nào. Để anh đọc luôn đi. Nói chung là ông đang trét hồ đó đó. Gửi vợ. Thôi anh đọc đi anh. Em biết có mấy tự em ít à. À. Gửi vợ tương lai của anh. Nói chung là để có ngày hôm nay được cũng nhờ chương trình. Anh đã chờ ngày lắm rồi. Trong lòng anh rất bờ hờ lo lắng. Em hãy cùng anh. Mà mình cho nhau cơ hội mà. Để về trong một nhà. Đọc xạo quá đi. Đọc lúc đó sao biết vậy thôi. Đọc.